Quang Thực, nguyên là giáo viên trường tiểu học Triệu Phúc Lịch, Đà Bắc, Hòa Bình. Đào Quang Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc, móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Đào Quang Thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ về hành vi vi phạm của đối tượng, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Quang Thực. Quá trình khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hoạt động phản động chống phá của Đào Quang Thực. Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố Đào Quang Thực về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hôm nay tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Thực mức án 14 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, phạt quản chế bị cáo 5 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.